Rồi, xin chào các bạn đến với kênh nhà nông nha. Đây, clip hôm nay mình sẽ đi ra dẫn bạn ra thêm bãi cá nha. Các bạn ra thêm bãi cá coi có cá không. Đây, hãy lấy xu này nha, tại ngoài kia nó táo đấy nên để mình đi lấy đèn pin nha. Đi cá táo luôn. Rồi đây, thì trời cũng đã tối rồi, tại mình cũng đã đun từ hồi chiều vừa qua kia rồi nha các bạn. Rồi để mình quay cái video cho bạn xem trước thời chó. Rồi lên được đây. Đây mình sẽ cầm cái xu này, còn có bỏ ốc cũng được nha các bạn. Thì hiện tại bây giờ là tầm khoảng 8 giờ tối, 8 giờ tối thì mình đun cách đây khoảng 4 tiếng đồng hồ nha. 4 tiếng đồng hồ ra rửa thử coi có cá lép không. Ok đi. Đó, tại khu vực đây cũng có đèn đường nên nó khá là sáng. Ở trong mình đi rửa đu rửa dịp, thì nước bây giờ nó cũng đã rút rồi nè các bạn, nước rút rồi nè, nước rút là có mấy có cá chứ nước mà nhiều quá không có cá rồi. Ta xin mấy cá này. Đây đây mấy cá đang đẹp chỗ đây. Đây đây đây. Đây đây đây, dính những cá đây. Cá dục, cá dục, cá dục. Này, trời ơi, con cá dục này. Con cua nữa này. Ấp nữa này. Ở đây coi thấy kia. Đây, trời ơi, những cá dục rồi. Dính cá lép rồi. Có muốn cá ăn không? Có muốn cá ăn không? Đi ra đây coi, đi. Trốn mình. Trốn mình. Đây, trời ơi. Đây, trời ơi, như đây về nướng ăn nào. Có cá nướng ăn nào. Nó nhẽ trai đầu luôn này thấy không? Bể đầu luôn. Tùng quá tùng luôn mà. Trẻ mé này thấy không? Không, đây, mấy con ốc nữa. Con cua nữa. Bắt ra luôn. Bắt cua ra. Bắt chân chạy luôn. Dạ. Ê, xì, đi vô, đi vô. Đó, đi vô nữa. Đây. Mấy? À, qua đây. Không. Cái này. Cua. Đâu. Bác cua ra. Cua rẻ bác chưa dính. Cái chân chẹp đây. Ừ, đây mấy. Bác càng nó đi. Thôi, chào tạm biệt các bạn nha. Thôi, trời. Dính cả hồn.